Bác sĩ tại Peru dùng húng quế để lùa giun ra khỏi mắt của bé trai tên từ Lima, Peru. Một cậu bé trai 17 tuổi từ khu trung tâm Huánuco của Peru đã đem lại một điều rất sửng sốt khi cậu đi đến Bệnh viện Nhi đồng Quốc gia tại Lima với một con mắt trái sưng to. Các bác sĩ tại đây đã sớm phát hiện ra rằng có một con giun sống ở trong mắt cậu bé khoảng một tháng, khiến cho nó sưng rất to. Họ đã phát hiện ra điều này sau khi thực hiện chụp các lớp MRI cho cậu bé trai và tên cậu ta không được báo đài nhắc đến. Bác sĩ California Machena cho biết rằng con giun này đã đem lại những mối nguy hại cho sức khỏe của cậu bé trai vì sự sưng tấy của con mắt ở gần vùng gọi là tam giác chết hay tam giác nguy hiểm, vì tại nơi này sự nhiễm trùng có thể lan truyền rất dễ dàng đến não bộ. Con giun nằm trong mí mắt dưới khiến cho nó càng ngày càng sưng to. Điều này làm tăng cao mối nguy hại vì lớp mô thịt tại đây bị sưng tấy và nằm gần vùng xoang mũi, ngay cạnh vùng tam giác chết. Bác sĩ Machena cho biết rằng họ đã dùng một biện pháp y dược phổ biến, đó chính là húng quế, để lùa con giun ra khỏi mắt của cậu bé trai. Lá húng quế được dùng để dụ dỗ con giun chui ra ngoài vì mùi hương của lá. Tuy nhiên vì kích thước của nó là quá lớn, hoàn toàn bất khả thi để chui hết ra ngoài. Nó chỉ có thể lòi phần đầu của nó ra, sau đó thì bác sĩ đã dùng nhíp y tế để gấp toàn bộ con giun ra khỏi mắt của cậu bé. Nhờ việc lấy con giun dài 3 cm này ra, cậu bé đã không bị tổn thương gì lâu dài.